Tầm phải hơn tháng anh nhỉ? Nhiều ông phan cho nhiều rồi chứ. Hai tháng chưa đến, nhiều hơn tháng ở đây luôn. Thì đấy là hai tháng chưa đến, nhưng mà tháng chưa. Chưa có ngắn là ngắn mà anh còn cắt cao mà. Tháng là chưa, hai tháng chưa đến. Thật ra nếu mà muốn giữ đẹp thì cứ tháng. Không, 3 tuần rồi, nếu mà còn làm được. Qua anh nghỉ à? Qua về quê. Qua ra. Vâng, em mới lên sáng. Mày quá, hôm qua đi cắt tóc mà lại là thôi, mày hết nữa. Qua về tới hôm trưa thứ 6 cơ. Đó rồi. Có họ. Làm nhiều phải nghỉ ngơi. Được thế, nghỉ ngơi về chơi nhà, làm bụng mặt ra, vỗ bàn xong rồi. Bàn. Lúc lên đây khách phải dồn lại. Mày còn mệt rượu đúng không? Đấy, kiểu đấy, xong là dồn lại. Khách dồn lại còn mệt hơn. Gọi là nghỉ ngơi ra không nghỉ ngơi đâu. Quen rồi, nếu mà đi nhưng mà không thấy đi về rồi. Dạ nhờ anh mà khách tới anh trả đi đâu. Xong khách dồn lại ấy. Cắt từ sáng là lúc em lên thì cắt suốt đấy chứ. Được. Kiểu khách dồn lại chứ. Qua kia không cắt thì hôm nay cắt. Kiểu thế. Em về đi cái biển nào thứ 6 thứ 7 mà. À thế thì chúng ta hiểu mà vấn đề. Xong đi cả số điện thoại gọi ai gọi thì gọi. Phải lên chưa để hạn nữa. Chứ ngày xưa về là cứ về đóng cửa thôi. Khách chuẩn đi chuyển quán. Chuyển quán thì bây giờ mà quán không ghi phát là tiểu chuyển lại giờ. Đấy là chuyển quán đi đâu đấy, là không làm đấy. Bây giờ cứ về là phải ghi vô ra. Đúng rồi. Phải nghỉ bao nhiêu, số thoại đây đấy, có kiểu đấy. Anh thì mày vuông hay dài? Dài. Thế là dài nhá. Dâu ria cạo mày. Chắc hoạt động được. Ok. Ảnh dài có xung quanh trên nó hơi hơi dài tí thôi. Cắt đi cái thì nó gọn ngay. Nhưng mà bạn em xong. Mấy đâu đúng không? Nói chung mấy chục cái cắt rồi nhưng sao không có đủ mấy chục cái là cắt 4-5 chục cái là ngon rồi. Chỉ cần thế thôi. Chứ cắt nhiều sẽ cần cắt. Bao nhiêu cũng cần được hết nhưng mà sao không có cần thế cần. À, có hai người đây anh ạ. Tầm hơn 10 phút nữa. Là các anh chờ cũng sướng. Anh ngồi ghế trong này đã em tí. Ghế chứ là đi chơi cắt tóc mà chờ lâu quá mệt mỏi. Ừ. Mà có nhiều người cắt chậm lắm. Chúng ta bao nhiêu người chờ mà cứ thích mân ra. Nó là phong cách rồi. Mà hiệu quả nó cũng thế, chả đẹp hơn được.
Em vào xong rồi à?